thấy cô với chú ra xong giả vờ xin xỏ đúng không? Rồi cô chú không có nhà á, leo rào vô ăn cắp đồ đúng không? Không có, con đi lụm dây chai mà. Mấy người mà dây chai cái gì? Tôi á rành mấy người quá mà. Đi 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 giùm tôi đi. Con nói thiệt, con đi lụm dây chai. Em kỳ quá. Bo. Mẹ ơi, cái nhà này quá trời dây chai luôn mà không cho con. Có khi người ta còn xài sao con? Cho hay không cho là quyền của người ta chứ. Đi. Em thấy chưa? Chắc là xin vi chai thiệt đó. Thôi cho coi như làm phúc. Em đằng nào mình cũng giục mà. Bé nó giục giùm có gì đâu. Trời đất ơi, sao anh tin người quá à? Cái đó mà mẹ con gì họ đang diễn đó. Mấy cái người mua dây chai này thì em rành quá mà. Mà có mua dây chai thiệt đó nữa nha. Thì nó xin được lần nhất, lần hai, lần ba, lần tư. Rồi hả, tới lúc mà không còn gì để xin á thì nhảy vô ăn trộm hết nhà mình á. Tin người đâu. Không nhận, đầu óc em phong phú thiệt á. Chuyện xin dây chai thôi mà em suy diễn bộ phim tâm lý xã hội kịch tính như vậy luôn hả? Rồi á, anh nhắm anh ở nhà anh canh được mấy người này hoài không? Thôi thôi thôi, chở em đi công chuyện đi, mệt quá. Trời, sao tự nhiên cái khó tính như vậy trời? Không hiểu luôn. À, được chưa? Từ từ. Rồi. À, hồi chiều á, anh đi ra đầu ngõ thấy hai mẹ con dây chai á, chắc cho được mấy cái thùng cá tông á, vui lắm. Ý anh là sao? Ý anh là đang khị em không có rộng lượng như những người khác á hả? Ủa, em thì đang vui mà, anh có ý gì đâu, sao tiện em nhạy cảm quá vậy? Không, vậy nè, em thấy vậy nè. Không mấy anh thấy bà chủ nào á hợp tình hợp lý với anh á, anh dọn nhà qua ở với bà luôn đi. Trời, dọn đồ trước nhà để cho chị em. Ủa vậy luôn? Sao tự nhiên cái nãy nòi giận cái chuyện gì đâu không vậy? Anh á đang giờ nghỉ ngơi mà cứ nói ve chai không à. Ồ cơ kìa. À. Ôi em ăn đi cho nó nguôi giận. Anh biết là em lo cho gia đình rồi. Nhưng mà ở ngoài kia còn nhiều người tốt lắm. Thôi coi như là em làm phúc đi. Chứ có cái chuyện nhỏ xíu đó. Em này sao? Cái anh này á, trong cái nhà này anh không biết gì hết trơn á. Anh có nhớ không? Nhà mình mới tết vừa rồi đó, mất cây mai. Rồi vừa rồi nè, cái đèn trong sân cũng bị mất nữa. Anh lúc nào cũng tâm lơ tâm lúc. Rồi hả? Biết rồi, cái nhà này á, giống như của em vậy á, em cứ phải giữ không à. Anh không biết gì hết trơn á. Em đúng là đang nghi như Tào Tháo thiệt đó. Thôi ăn thêm đi. Bật mình anh ghê luôn á nha. Đừng nghi cho người tốt nữa mà. Ý anh á là em đang nghĩ xấu cho thằng dây chai đó hả? Em nói thiệt với anh nha, em mà nghĩ xấu cho thằng nhỏ dây chai đó hả thì đen em mình tắt hết đi. Cái đó là em nói chứ anh không nói rồi nha. Ủa, giọng đứa nào mà nghe quen quá vậy? Ờ, thôi, em ra xem ai vậy? Đi với em. Đi. Cô chú ơi! Cô chú! Cô chú ơi, con chú! À, em, mình cua dây chai hôm bữa kìa. Thấy chưa, em biết ngay mà. Thế nào nó cũng qua xin xỏ có gì cho coi. Chuyện gì vậy con? Nhà cô chú có đèn cày không? Biết chưa, nó lại kiếm chuyện qua xin xỏ nó rồi kìa, thấy không? Không có. Mẹ con nói đúng mà, nhà cô chú già như vậy mà đèn cày cũng không có. Con cho cô chú à. Lấy đi. Lấy đi.
Mẹ con nói là cả khu này cúp điện mà nhà cô chú tới thui à. Mẹ con nói đem qua cho cô chú á. Cười nữa hả? Cảm ơn con nha. Thôi con đi nha. Ở mà nè, qua đây cho mỗi cây đèn cây về đó hả? Thấy chưa, xua đuổi thằng nhỏ nữa đi. Đúng là lấy dạy tiểu nhân để đo lòng quân tử. Anh này, em đang quê gần chết còn chọc em đó hả? Đóng cửa nha.